Xin chào cả nhà, xin chào quý anh chị đầu tư đã đến với kênh của Thúy nhé. Thúy xin chúc cả nhà một ngày an lành, vui vẻ và hạnh phúc ạ. Bây giờ là Thúy sẽ review cho cả nhà xem một lô đất tại vị trí này nhé. Cái lô đất này với tổng diện tích là 77,3 m² nha cả nhà. Đất full thổ cư. Ngang là hơn 5 m. Ngang hơn 5 m nha cả nhà, từ cái trụ bên này đi qua bên này. Cái trụ đây. Dài hơn 13 m nha cả nhà, dài ra tới cái cọc cái chỗ gần chỗ cái nhà màu vàng đó nha cả nhà. Tổng thể lô đất nha cả nhà. Cái lô đất này là ở vị trí là Phú An Nam 3, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa nha cả nhà. Cái vị trí rất là tiềm năng và có nhiều tiện ích ạ. Sau này mà Diên An thuộc về thành phố Nha Trang thì tiềm năng sinh lời rất là cao. Cái lô đất này cách đường 23 tháng 10 là 250 m thôi nha cả nhà. Cách Ủy ban Nhân dân xã Diên An và trường tiểu học Diên An thì 500 m. Cách chợ Diên An thì khoảng 700 m. Cách đường là Võ Nguyên Giáp từ đây đi ra đường Võ Nguyên Giáp thì tầm cỡ 1 cây số. Xung quanh thì dân cư hiện hữu rất là đông nha cả nhà. Dân cư đông đúc. Cái con đường phía trước lô đất là con đường bê tông, hiện trạng là hơn 5 m. Đường thông nha cả nhà, đây là thông đi vô trong nhà dân. Dân cư rất là đông. Còn đây là đường đi ra hướng 23 tháng 10 và đường Võ Nguyên Giáp nha cả nhà. Đây là đi ra cái đường, bên này là con đường tên là đường cây dúi. Dân cư rất là đông nha nha. Đây là hướng ra 23 tháng 10 nha cả nhà. Đây là đi ra đường Võ Nguyên Giáp. Tổng thể lô đất nha cả nhà, vuông vức bằng phẳng, cỏ hơi nhiều tại vì chủ đầu tư để lâu rồi. Lô đất này là phù hợp để quý anh chị đầu tư, mua để đầu tư hoặc là xây nhà để ở. Thí xin nhắc lại là tổng diện tích là 77,3, đất full thổ cư, ngang hơn 5 m, dài hơn 13 m. Rất là tiềm năng nha cả nhà. Giá chủ đưa ra thì hơn 16 triệu một mét vuông nha cả nhà. Vâng, quý anh chị nào xem qua video mà thấy phù hợp để mua đầu tư hoặc là xây nhà để ở thì hãy nhanh tay inbox hoặc gọi điện cho Thúy với số điện thoại là 0356004325 nhé. Vâng, Thúy xin cảm ơn cả nhà để dành tí thời gian xem qua video của Thúy ạ. Nếu cả nhà thấy video này hay và thú vị thì hãy nhấn nút like và đăng ký kênh ủng hộ Thúy nhé. Thúy xin cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Chỉ cần một cái nút đăng ký của cả nhà thì góp phần cho Thúy có thêm động lực để quay nhiều video hay và thú vị để gửi đến cả nhà hơn nữa. Một lần nữa Thúy xin cảm ơn cả nhà rất nhiều nhé. Bye bye.